Đào Duy cùng chuyện Đông Tây Kỳ Thú xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, có thể nói rằng là mỗi ngày đối với chúng tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất đó chính là tìm kiếm những câu chuyện thú vị ở phương Đông cũng như ở phương Tây. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến tất cả quý vị những câu chuyện hấp dẫn và thú vị gì đây. Mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên ngay sau đây. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với bang California thuộc nước Mỹ để xem một cuộc triển lãm mà cơ hội được chứng kiến chắc chỉ có một lần ở trong đời. Đó chính là cuộc triển lãm ánh sáng của nghệ sĩ người Anh được mang tên là Bruno Munro. Đó chính là một cánh đồng ánh sáng trải dài ngút ngàn so với tầm mắt của mình và phủ kín ngọn đồi khiến cho người xem cảm giác như bước vào một bộ phim viễn tưởng. Và ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng tác phẩm sắp đặt ánh sáng khổng lồ vô cùng độc đáo. Một khu sườn đồi thuộc bang California ở Mỹ trở nên rực rỡ nhờ hàng ngàn bóng đèn màu sắc. Đây là cuộc triển lãm ngoài trời mang tên Field of Light, cánh đồng ánh sáng của nghệ sĩ người Anh Bruno Munro. Tác phẩm lắp đặt ánh sáng này được tạo từ 58.000 quả cầu thủy tinh được chiếu sáng bằng sợi quang. Du khách đi bộ qua triển lãm trải dài trên 15 mẫu đất đồi dốc, đắm mình trong thảm màu sắc mỗi khi ánh đèn đổi màu và đung đưa trong gió. Cánh đồng ánh sáng ở California hiện đang là phiên bản mới nhất trong thế giới ánh sáng của nghệ sĩ Munro. Năm 2000, ông đã từng gây sốt khi ra mắt phiên bản đầu tiên trên thế giới tại Australia. Đến nay, cánh đồng ánh sáng kỳ diệu của anh đã xuất hiện đa quốc gia như Arizona, Australia, Scotland, Đan Mạch và Hàn Quốc. Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá những điều kỳ thú trên thế giới đó chính là một cái mê cung được tạo ra từ cánh đồng bắp tại một bang của nước Mỹ. Như quý vị có thể nhìn thấy, mỗi năm mê cung này sẽ được người nông dân có tên là John Govin tạo hình lại và mang những thông điệp vô cùng nhân văn. Phòng chống tự tử chính là điều mà anh muốn gửi qua tác phẩm lần này của mình. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Trên mê cung là dòng chữ Your Life Matters, có nghĩa là cuộc sống của bạn mới là quan trọng nhất. Cùng con số 800 là số đường dây nóng dành cho những nạn nhân có ý định muốn tự tử ở Mỹ. Trước đây có một thành viên trong gia đình chúng tôi đã lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình. Vì vậy chúng tôi đã quyết định rằng mình có thể tạo một mê cung trên cánh đồng bắp để giảm thiểu những vụ tự tử như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên anh Govin tạo ra mê cung để gửi đi thông điệp ý nghĩa này. Năm 2012, anh cũng đã tạo nên một mê cung gửi đi thông điệp về bệnh Alzheimer. Điểm đến tiếp theo của chuyện Đông Tây Kỳ Thú đó là tại Trung Quốc. Ở đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Lei Ting với biệt tài là biến những chiếc lá cây thành những bức tranh nghệ thuật vô cùng ấn tượng và trường tồn cùng với thời gian. Lá cây mà trường tồn với thời gian thì sẽ như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Nghệ sĩ Lei Ting đến từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đang cần mẫn đưa từng nét dao trổ lên thân lá mỏng manh. Xuất thân là một nhà tạo mẫu thời trang, chưa bao giờ nghiên cứu về hội họa hay điều khắc. Lê Thiên đã tự tìm hiểu và thực hành kỹ năng độc đáo của nghề chạm khắc lá. Sau một lần bị hấp dẫn bởi nét độc đáo trên một chiếc lá vàng bị sâu ăn cách đây nhiều năm. Rất phức tạp để tạo ra một chiếc lá chạm khắc. Chiếc lá được chọn cần phải trải qua hàng tá quy trình như nhúng qua dung dịch hay cắt tỉa. Và tôi phải vận dụng nhiều kỹ năng nghệ thuật cùng một lúc như vẽ tranh và cắt giấy, phải mất vài tháng để hoàn thành một tác phẩm khắc lá duy nhất. Ngoài các tác phẩm đơn lẻ, Lê Thiên còn có kế hoạch tạo ra một bộ truyện tranh trên lá và kể chuyện qua nghệ thuật chạm khắc đặc biệt này. Và điểm dừng chân cuối cùng của chuyện Đông Tây Kỳ Thú đó sẽ là tại Hà Lan. Mà nói về Hà Lan, quý vị nghĩ đến điều gì? Và đó chính là những sợi dây. Nữ nghệ sĩ Sandra De Groot đã tạo cho ra đời những vật đội đầu trông rất ấn tượng như thế này. Thưa tất cả quý vị, chúng cũng là những tác phẩm sắp đặt độc đáo đang thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng chúng ngay sau đây. Được làm từ hơn 1.000 mét dây cốt tông, đây là một trong số những vật đội đầu có kiểu dáng phức tạp và gợi lên cảm giác huyền bí về một hành tinh nào đó mà nghệ sĩ Sandra De Groot vừa sáng tác. Do nó có kích thước khá lớn nên chị Sandra đã phải dùng một sợi dây treo bên trên để nó giữ dáng trên đầu của người mẫu. Khi sáng tác,
chị Sandra ứng dụng kỹ thuật tán nút tạo macrame được lưu truyền trong thế giới của người Ả Rập từ hàng trăm năm trước. Tùy theo cách tác mà chị làm ra những tác phẩm có kiểu dáng khác nhau. Một số có thể dùng đội lên đầu, nhưng số khác chị để trưng bày. Chị thường chia sẻ những bức ảnh về tác phẩm của mình với mọi người. Câu chuyện của nghệ sĩ người Hà Lan vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay. Mặc dù chúng tôi còn có rất nhiều những câu chuyện mong muốn được chia sẻ đến tất cả quý vị, nhưng đành phải hẹn trong những số phát sóng tiếp theo. Và trong số những câu chuyện vừa rồi thì quý vị khán giả thích nhất là câu chuyện nào ạ? Xin hãy gửi ý kiến của quý khán giả ở phần bình luận trong chương trình được phát lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh quý vị nha. Và đặc biệt là đừng quên khung giờ phát sóng của Chuyện Đông Tây Kỳ Thú 18:30 và phát lại vào lúc 20:55. Nếu như quý vị bỏ lỡ, hãy xem lại chương trình vào lúc 6:50 và 12:50 ngày hôm sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.